Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, cái video này mình chia sẻ uh, như trả lời một vài câu hỏi liên quan đến Medicare. Uh, một số câu hỏi hỏi rằng là mình uh, đang đến cái tuổi 65 để mà gia nhập Medicare thì cần lưu ý những cái gì để tránh những cái sai lầm. Khi mà ghi danh vào Medicare hoặc là không ghi danh vào Medicare. Uh, mình muốn chia sẻ vòng vòng có khoảng chừng 10 điều mà cần lưu ý cho những quý vị nào mà có thể là đây là thời gian đầu tiên mình uh, uh, biết thêm về Medicare. ha Thì khi mà mình ghi danh Medicare uh, và cái điều kiện của Medicare như quý vị cũng biết. Khi mà mình đến tuổi 65 thì... Uh, mình phải đáp ứng được một trong hai cái điều kiện có nghĩa là mình phải là quốc tịch Mỹ hoặc là thường chủ nhân sống ở Mỹ 5 năm trở lên mới có thể gia nhập Medicare được ha. Tất nhiên là mình có thể gia nhập Medicare ở cái tuổi trước 65. Nếu mà mình có tình trạng bệnh tật thì mình có thể gia nhập sớm hơn. À, thì Medicare có 2 phần chính, phần A là phần bệnh viện, rồi phần B là phần ngoại chú, mình đi khám bác sĩ rồi mình đi về. Thì cái phần A này nếu mà mình đã làm việc và có 40 tính chỉ từ hồ sơ của mình hoặc là vợ hay chồng mình, mà có 40 tính chỉ thì mình gia nhập, mình không có đóng gì hàng tháng hết. Không thôi thì mình phải mua, mình phải đóng cái giá uh, cũng khá, khá cao lên đến 505 đồng một tháng nữa. Còn cái phần B thì 174 đồng 70 sen một tháng cho năm nay. Đó. Hàng năm thì cái giá này nó có thể có cái sự khác biệt có thể là cao hơn bởi vì uh, họ điều chỉnh dựa theo cái mức lạm phát đó quý vị. Thì A là bệnh viện, B là ngoại trú mình đi khám bác sĩ rồi mình đi về. Thì nhiều quý vị khi mà gia nhập vào cái Medicare thì một trong những cái mà có thể quý vị không được cập nhật để mà biết thì đây là hai cái phần chính thì nhiều quý vị nghĩ rằng là hai cái phần chính thì tôi có như vậy tôi có như vậy là đầy đủ rồi tuy nhiên quý vị thấy khi mà mình sử dụng Medicare thì thấy rằng là nó chừa lại những cái khoảng trống dữ uh, uh, rất là nhiều cái khoảng trống nào là những cái phần mà uh, đi deductible hàng năm mình phải đóng. Rồi ví dụ như phần B thì khi mình đi khám bác sĩ thì chỉ trả có 80% thôi còn 20% kia thì mình phải trả. Đó. Rồi những cái phần chính như vậy thì lại không có cái phần thuốc. Đó. Thì quý vị hãy lưu ý nếu mà mình có cái phần A phần B thôi thì hãy mua thêm cái phần thuốc là cái phần D. Còn không có cái phần D thì nhiều quý vị đây là cái mà khi làm việc mình gặp uh, nhiều quý vị nói rằng thôi tôi gia nhập cái phần a phần b trước đi rồi thì từ sau đó rồi tính nhưng mà tình cờ mình cần cái dịch vụ uh, trong cái phần a phần b rồi bác sĩ đưa to mình mua thuốc rồi mình không có thể mua thuốc được bởi vì mình không có cái phần d thì mình phải dùng tiền túi của mình mua tùy theo loại thuốc để có thể nó cũng là À, đắt ha. Và quý vị thấy năm tới đó, 2025 thì cái thuốc mà cái sự giới hạn, có nghĩa là cái phần mình trả trong năm nó không có quá 2.000 đồng cho quyền năm. Thì đây là cái mức tối đa mà thuốc mình sử dụng à, cái phần tiền cao nhất mình trả chỉ là 2.000 đồng như vậy thôi ha. Thì đây là cái luật mới mà à, sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm tới 2025 như vậy ha quý vị. Thì mình khuyên nếu mà quý vị nào mà chỉ có phần a phần b thôi thì hãy lưu ý để mà có thêm cái phần thuốc nữa, cái phần uh, d như vậy thì để hỗ trợ mình uh, được thêm, hả quý vị phần a thường thường khi mà mình có đầy đủ tính chỉ thì hầu như là gia nhập ở cái tuổi mà mình uh, đáp ứng được cái tuổi mà tuổi mà gia nhập ở vào sáu uh, ở tuổi 65 còn cái phần B đó thì mình cũng chia sẻ một số video liên quan đến mình có nên gia nhập cái phần B ở tuổi 65 hay không và một số câu hỏi quý vị hỏi thì cũng liên quan đến đề tài này thì cái phần B là cái phần ngoại chú. cái thời kỳ đầu tiên đó có ba cái thời kỳ thời kỳ đầu tiên là khi mình bước vào tuổi 65 như vậy đó mình không có cần gia nhập nha nếu, nhưng nếu mình không gia nhập mà không đáp ứng được điều kiện khác có nghĩa là không có cái bảo hiểm từ công ty của chính mình làm việc hoặc là vợ chồng mình làm việc và công ty ấy có ít nhất là 20 nhân viên trở lên đó. để mua cái bảo hiểm sức khỏe đó trong cái khung thời gian như vậy đó thì mình xem coi của mình nên gia nhập vào cái phần B liền nha nếu mình không gia nhập vào cái phần B ở thời gian đó mà mình không có cái bảo hiểm từ công ty của mình hay vợ chồng mình làm việc mua cho mình, rồi mình không gia nhập ở cái thời kỳ đầu tiên như vậy đó, thì sau này có thể bị phạt các quý vị. Còn nếu mà mình có cái bảo hiểm từ công ty mình làm việc hay là vợ chồng mình làm việc thì mình không cần gia nhập ở cái thời kỳ đầu tiên như vậy, mình có thể gia nhập ở thời kỳ sau qua cái thời kỳ đặc biệt. thì mình không bị phạt. Khi mà cái bảo hiểm, mình có cái bảo hiểm, tiếp tục có cái bảo hiểm từ công ty của mình hay vợ chồng mình làm việc. Thì mình không cần gia nhập khi mình bước vào tuổi 65. là khi mà cái bảo hiểm đó ngừng có nghĩa là từ từ công ty ngừng hay là uh, công việc mình mình ngừng. Thì mình có 8 tháng cho, từ cái thời gian đó để mình gia nhập qua thời kỳ đặc biệt thì cái giá phần B lúc đó là giá nào thì mình trả giá đó mình không có bị phạt gì hết ha còn không đáp ứng được điều kiện này rồi sau này mới gia nhập thì mình chỉ có mỗi khung thời gian cuối cùng để gia nhập thôi là qua cái thời kỳ tổng quát thì tổng quát thì mở từ 1 tháng 1 hàng năm cho đến 31 tây tháng 3 hàng năm để mà gia nhập hả quý vị mà khi mình gia nhập qua cái thời kỳ tổng quát như vậy đó thì rất nhiều quý vị bị phạt cộng thêm 10% cho hàng năm, cho mỗi năm vào cái giá ở thời điểm mình gia nhập. Nếu mà mình không gia nhập ở tuổi 65 rồi mình không đáp ứng được điều kiện để mà trì hoãn gia nhập qua thời kỳ đặc biệt thì sau này mình gia nhập qua cái thời kỳ tổng quát mà cứ mỗi năm, mỗi một năm mà trễ như vậy thì cái giá của cái phần B được cộng thêm 10 vào như vậy bị suốt đời luôn á nếu mình bị 2 năm ví dụ như xâm lâm không gia nhập rồi xâm 7 mình mới gia nhập mà trong cái khung thời gian chính giữa như vậy không có cái bảo hiểm từ công ty thì sẽ bị phạt 2 năm thêm 20 cộng vào cái giá đó như vậy là bị như vậy là suốt luôn hả quý vị và đây cũng có một câu hỏi gần đây quý vị hỏi là tôi nghỉ làm việc từ công ty của tôi rồi hiện bây giờ tôi 69 tuổi Hồi nào giờ đã có bảo hiểm từ lúc 65 cho đến 69. Đã, nên không có gia nhập, chưa có gia nhập phần B. Đã, bây giờ tôi ngừng làm việc. Mà tôi vẫn còn có cái bảo hiểm từ công ty cung cấp qua cái chương trình Cobra. Cobra này đó, đến năm tới mới hết hạn. Đến tháng 7 năm 2025 mới hết hạn. Thì có phải là 8 tháng này nè. Là tôi phải gia nhập vào cái phần B qua thời kỳ đặc biệt bắt đầu từ cái lúc cái bảo hiểm Cobra hết hạn hay không à, cái lực của Medicare không phải như vậy hả vì họ không có tính cái bảo hiểm mà chạy tiếp khi mà mình ngừng làm việc mà mình có từ cái chương trình Cobra như vậy nha mà họ tính nếu mà mình nghỉ việc ví dụ như ngày 1 tháng 8 mình nghỉ 2024 mình nghỉ Mặc dù mình có cái Cobra này chạy cho đến tháng 7 năm 2025 luôn Nhưng cái đó không phải là cái ngoại lệ Cái Cobra họ không có tính Thì cái thời gian 8 tháng của mình có là bắt đầu Từ 1 tháng 8 2024 đó Để gia nhập vào cái phần B như vậy nha Thì đây là một cái mà có rất nhiều quý vị Nghĩ rằng ồ tôi còn bảo hiểm từ công ty tôi chạy tiếp qua cái Cobra thì nó là nằm trong một những cái sai lầm mình không có được cập nhật đó. Rồi mình nghĩ rằng như vậy. Rồi sau này gia nhập lại thì bị phạt à, rất nhiều quý vị bị như vậy nha mình muốn quay lại ở trên này một tí cái phần a phần b bởi vì có cái phần D nữa thì nó cũng là chưa đầy đủ không quý vị nó không có bao phủ hết nó chừa những cái phí khác mà mình phải trả ví dụ như phần B chỉ trả có 80% phần trăm 20% phần trăm mình phải trả thì 20% phần đó nó có thể là con số cũng khá lớn những cái dịch vụ mà mình có thể cần ở tuổi cao như là răng, mắt, tai thì lại không có trong đó. Thì có một số vị có thể là mua thêm cái phần C mà mình thường chia sẻ đó để mà bao phủ những cái phí này qua cái chương trình Medicare Supplement hoặc là Medigap cũng là một cái tên như vậy. Hoặc là một số vị chọn cái chương trình Medicare Advantage riêng ha để mà mình có cái bảo hiểm riêng như vậy. Ha. À, về cái phần thuốc quý vị, mình muốn quay lại cái phần thuốc qua đây như vậy cho quý vị dễ thấy hơn. Cái phần thuốc mà quý vị mua qua cái phần d đó nha, thì mình khuyên đó là mình nhìn xem ví dụ như là mình có uh, sử dụng một số loại thuốc rồi, mình đang sử dụng đó thì mình chọn những cái chương trình thuốc này mình xem coi là có chi trả cho những cái loại thuốc mà mình đang sử dụng hay không và chi trả ra sao, giá cả ra sao từ chương trình này đến chương trình khác để mình mua cho nó phù hợp với cái 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 nhu cầu của mình ha. nhiều quý vị nghe à, à, anh A, chị B, à, cô A, à, chú B vân vân chia sẻ về cái à, cái phần thuốc này tốt lắm nhưng mà cái đó thì có thể tốt cho À, tình trạng cá nhân của người mà cho mình cái lời khuyên nhưng mà khi mà mình áp dụng vào mình thì có thể nó không phù hợp ha quý vị nên hãy lưu ý ha và khi mà quý vị có cái chương trình Medicare Advantage nha nó nằm trong phần C đó thì mình cũng có chia sẻ à, một trong những cái video vừa rồi đó là liên quan đến nếu mình có cái chương trình này thì cũng vậy cũng phải xem coi nó có phù hợp với mình hay không bác sĩ có trong danh sách hay không địa điểm xa hay không à, những phụ phí này phụ phí kia vân vân ra sao một số quý vị mà có cái chương trình này rồi đó thì tháng tới là cái thời kỳ mà bắt đầu họ gửi những cái điều lệ về cái chương trình này à, chương trình mình có cái bảo hiểm mình có đó, thì hãy xem coi có những gì thay đổi hay không ha mình không xem gì hết thì bắt đầu năm tới từ 1 tháng 1 2025 thì cái bảo hiểm cũ của mình có và nó sẽ chạy tiếp Tuy nhiên mình nghĩ rằng ồ của tôi đang có đang tốt thì năm tới chắc nó cũng tốt như vậy phải không thì vì hãy lưu ý nha Medicare Advantage hay là một số công ty bảo hiểm tư nhân như vậy đó bởi vì chính phủ cái có làm phát mà ra 2022 đó thì có nhiều cái điều lệ siết chặt họ hơn nên ảnh hưởng đến cái mà thu nhập của họ nên họ có thể cắt giảm một số chương trình hoặc là cắt giảm uh, một số dịch vụ trong cái bảo hiểm của mình đang có, ví dụ như mình đang có chương trình uh, AB năm nay 2024 thì năm tới 2025 có thể là một số dịch vụ uh, vân vân không còn trong đó nữa hay là phụ phí cho Uh, dịch vụ này dịch vụ nọ có thể là tăng lên hay là bác sĩ mình có thể không còn chương trình đó nữa, nữa thì quý vị hãy xem những cái 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 uh, thư từ mà họ gửi về những cái điều lệ cho cái chương trình này mà chạy tiếp bắt đầu từ năm tới xem coi nó có phù hợp hay không hả quý vị. Nên kiểm tra kỹ càng thì uh, uh, tốt hơn là khi mình đợi mình sử dụng rồi đó mình mới thấy rằng ủa sao cái dịch vụ này không có hoặc là sao mà tốn kém nhiều. quá vậy gọi là thuốc này thuốc nọ uh, năm rồi mình sử dụng uh, thấy nó ok nhưng mà tại sao năm nay nó lại như vậy không? khi mà đến tuổi 35 mà mình gia nhập đó, thì có rất nhiều quý vị thấy rằng cái phần b thì nó có cái lợi phí hàng tháng 174 đồng 70 sen một tháng rồi cái thu nhập của mình có thì nó nằm mức khiêm tốn thôi ví dụ như là mình ở tuổi hưu rồi cái tiền hưu từ an sinh xã hội của mình nó cũng không có nằm mức cao gì mấy rồi phải trả cho 174 đồng 70 cent này một tháng như vậy mà mình thấy rằng sức khỏe của mình vẫn còn tốt mình chưa có sử dụng như vậy mà mình trả như vậy thì nó mất đi như vậy thì cũng rất là uổng mà nó cũng ảnh hưởng đến cái phần tiền đó mình có thể dùng để mà chi trả những uh, chi phí mình có À, trong tháng thì mình cũng thường khuyên với vị đó xem coi ở tiểu bang của mình à, nếu mà mình đáp ứng được điều kiện về thu nhập và tài sản để mà mình gia nhập cái chương trình Medicaid ở tiểu bang của mình hoặc là cái chương trình Medicare Savings ở tiểu bang của mình à, mình liên lạc với văn phòng Medicaid Medicaid ở tiểu bang của mình để mà nhận cái sự hỗ trợ, à, để mà trả cái phí này hàng tháng cho mình và những phụ phí khác mà Medicare chừa lại vân vân và có thể mình có thêm được cái Medicare như vậy luôn đó, thì mình có cái chương trình y tế như vậy thay vì à, một số quý vị nói rằng thôi để khi nào tôi cần tôi gia nhập nhưng mà khi mình cần mình gia nhập thì những vị biết mình không thể là mình cần cái phần B mình gia nhập được liền mà mình cần ở phần B mà mình không có à, cái bảo hiểm từ công ty của mình giữa khung thời gian từ 65 tuổi cho đến tuổi mình muốn gia nhập đó, ví dụ như là 67, 68 gì đó thì ví dụ như là trong năm tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đó mà mình muốn gia nhập để mình sử dụng thì không gia nhập được mà mình phải đợi đến lúc mà nó mở ra lại qua cái thời kỳ tổng quát từ 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 3 đó thì mình mới gia nhập được ha nên hãy uh, Xem coi mình có đáp ứng được cái điều kiện ở tư ban của mình để gia nhập những chương trình hỗ trợ hay không hả quý vị. Và khi mình đáp ứng được thì mình khuyên nên ghi danh vào những cái sự hỗ trợ đó. Uh, alright, đó là một tí về đề tài này. Có gì mình sẽ trả lời những những video sau. Chào quý vị.